Ai? Trong clip này tôi muốn bàn về một chủ đề bất tận, một chủ đề mà bất kỳ thời đại nào, bất kỳ nền văn hóa nào, bất kỳ dân tộc hay cá nhân nào cũng đều đau đầu khi nghĩ về nó. Đó là tiền. Luôn khiến bất kỳ ai đều phải lúng túng khi trả lời, mặc dù họ có thể hiểu rất rõ về nó. Đó là tiền có quan trọng hay không? Câu trả lời đơn giản chỉ có hai sự lựa chọn, đó là có hoặc không. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa cũng đều không khiến người nghe cảm thấy hài lòng. Thậm chí bạn có thể hỏi cùng một câu hỏi cho cùng một người ở những thời điểm khác nhau, họ sẽ có câu trả lời khác nhau. Trước hết chúng ta thử tìm nguồn gốc của tiền xem nào. Thời tiền sử có người không có tiền, họ cũng chẳng biết tiền là gì đâu. Chỉ đơn giản là anh A thích con gà của anh B, còn anh B thích con cá của anh A. Thế là họ trao đổi. Dần dần thì sản phẩm trao đổi bắt đầu nhiều hơn và phức tạp hơn vì khối lượng và kích thước thay đổi quá nhiều. Kiểu như anh C thích con bò của anh D, trong khi anh D là chỉ có mấy con gà, không có món gì to như con bò để trao đổi cả. Lúc đó con người quyết định chọn ra một sản phẩm trung gian như một quy ước để trao đổi. Mọi món đồ đều được quy thành đơn vị trung gian này để giá trao đổi. Dĩ nhiên họ phải chọn những giá trị quy đổi được mọi người thời đại đó chấp nhận. Đơn vị trung gian quy đổi đó được gọi là tiền. Vậy thì mỗi thời đại con người sẽ chọn một đơn vị trung gian khác nhau. Ví dụ như thời tiền sử người ta sử dụng đá, tại vì đó là thời đồ đá, cái gì liên quan đến đá là có giá trị. Sau đó họ thấy đá nặng quá, họ mới chuyển sang xài đồng, vàng, bạc, tại vì chúng là kim loại có thể nung chảy và đúc thành những đơn vị có khối lượng kích thước nhất định. Rồi nhu cầu trao đổi của con người ngày càng nhiều, trong khi kim loại quý khai thác không kịp, cộng với việc các vị vua thích vàng, muốn gom vàng của dân lại, cho nên họ bắt đầu sản xuất tiền giấy. Người dân sẽ đưa vàng cho vua giữ, rồi nhận lại một tờ giấy bạc có dấu mộc của vua ban. Bản chất của tờ giấy bạc đó là một cam kết về một giá trị tương đương được mọi người thừa nhận và được tổ chức quản lý nhà nước thời đó đảm bảo. Truyền thống đó được giữ cho tới ngày nay ở hầu hết các quốc gia. Bây giờ thì chúng ta hiểu nhanh, tiền của quốc gia nào chính là giấy nợ do nhà nước đó quản lý. Cho nên bạn thấy quốc gia nào mà vỡ nợ thì tiền ở quốc gia đó cho dù có cả chồng cũng không có nhiều giá trị, vì là giấy nợ cho nên nhà nước có thể in bao nhiêu tùy ý. Nhưng tổng số tiền được in ra phải tương đương với tổng tài sản mà quốc gia đó sở hữu. Nếu in nhiều hơn thì giá trị của từng tờ tiền sẽ giảm. Trong kinh tế người ta gọi là lạm phát đấy. Hiện tại có một loại tiền đang làm xôn xao dư luận thế giới, đó là tiền ảo Bitcoin, gọi là tiền điện tử thì đúng hơn. Nó cũng được coi là một giấy nợ vì người ta đã đổ rất nhiều tiền thật để lấy nó. Có điều hiện nay không có một nhà nước nào quản lý được số lượng tài sản thật đó, nên giá trị của tiền điện tử là không đủ minh bạch. Thôi tôi không bàn sâu nữa, bắt đầu đi lạc đề rồi. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi của clip. Tiền chắc chắn là quan trọng rồi, ít nhất là đối với tôi vào lúc này. Tôi đồng ý rằng không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Nhưng khi bạn mua, hoặc đơn giản là bạn muốn một cái gì đó có giá trị đối với mình, thì bạn phải sử dụng một đơn vị trung gian để trao đổi. Có thể không phải bằng tiền, nhưng phải có giá trị tương đương. Có thể là thời gian, tình cảm, sự quan tâm. Mà tiền là đơn vị trung gian trao đổi phổ biến nhất, cho nên người ta cứ sử dụng tiền cho nên. Thời gian cũng là tiền, tình cảm cũng là tiền, uy tín tự trọng cũng có thể là tiền. Có điều đây là khái niệm tiền phức tạp vì nó không có một hệ thống quy chuẩn nào hết, cho nên tôi phải đổi lòng vòng tùy từng trường hợp. Ví dụ Việt Nam đồng là tiền, đô la Mỹ cũng là tiền. Một đô la Mỹ đổi ra khoảng 22.000 Việt Nam đồng. Đổi đơn giản vì nó có hệ thống hết rồi. Còn nếu tôi nói thời gian cũng là tiền thì tôi là không có hệ thống quy đổi nào hết, cho nên tôi phải đổi lòng vòng. Đơn giản là tôi có 2.000 đô, tôi muốn mua một con iPhone với giá 1.000 đô. Đồng thời tôi cũng thích một chiếc máy ảnh Canon với giá 1.500. Bây giờ tôi phân vân không biết chọn cái gì, bỏ cái gì. Nó làm tôi tốn một thời gian dài để suy nghĩ. Giả sử tôi có 3.000 đô, bụp hết, đỡ tốn thời gian suy nghĩ. Để thời gian suy nghĩ đó tôi làm việc khác, có khi còn kiếm nhiều hơn 3.000 nữa kìa. Hay cha mẹ bạn muốn dành thời gian, tình cảm cho bạn, thì trước đó họ có phải làm việc vất vả để có dư tiền cái đã, rồi họ lấy tiền dư đó mua thời gian để ở gần bạn. Chứ cứ ở nhà chơi với bạn không thể lấy gì mà sống. Cho nên quy đổi một hồi, bạn sẽ thấy những cái đơn vị trung gian không phải là tiền, thực chất nó cũng liên quan đến tiền. Chẳng qua tiền được đổi qua nhiều thời đại khác nhau trước khi đến cái đích cuối cùng. Cho nên bạn nhầm tưởng rằng cái đó không phải mua được bằng tiền thôi. Nếu tôi thay đổi chữ tiền bằng cụm từ các giá trị trao đổi, thì câu hỏi trên sẽ là các giá trị trao đổi có quan trọng hay không? Và 100% câu trả lời sẽ là có. Vì có quan trọng mới có giá trị chứ. Vậy thay vì phải suy nghĩ tiền có quan trọng hay không, thì tại sao bạn không nghĩ cách sử dụng tiền cho thật hiệu quả? Khi còn trẻ, thời gian chính là tiền, sức khỏe chính là tiền. Hãy chuyển hóa nguồn tài nguyên đó thành tiền thật dự trữ đâu đó, để khi về già hoặc những lúc ốm đau bệnh tật, bạn sử dụng tiền thật để chuyển hóa ngược lại.
Có những người nói rằng tôi ghét tiền, tôi không cần tiền, tôi nghĩ họ đang tự dối lòng, hoặc họ không biết cách chuyển hóa nguồn tài nguyên có sẵn của họ thành tiền. Họ cảm thấy bất lực, cho nên họ ghét nghĩ về nó. Còn bạn thì sao?